đốn bắn được em đó. Hello chú, hello chú. Sao mày bắn ngu vậy? Chiều giờ bắn cái gì đâu mà một chục cái top 1 chán ghê á. Ê, Thanh này. Dạ. Sao mày không đi học lại đi? Dạ thôi chú ạ. Tại mình học đến lớp 11 rồi, mình chỉ cần học thêm một năm nữa thôi là mình được lên lớp 12 rồi. Quá trễ rồi chú à, đã mấy năm trôi qua rồi chú. Bây giờ mà con mà đi học nữa, con làm chị già nhất trong lớp hả? Mày điên à? Ừ thì già cũng được chứ sao, nhưng mà ý là học không bao giờ là muộn cả. Nhưng mà có hiểu gì đâu. Cái gì? Nhưng mà có hiểu cái gì đâu. Thì đi học thì mới hiểu được chứ, phải chịu là, khó. Ý là bây giờ nha, những cái kiến thức nó cũng phải từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 đúng không? Lớp 10, lớp 11 đúng không? Bây giờ đi học lại thì cũng phải lo mấy cái kiến thức cũ ra để mà làm này kia. Chứ bây giờ từ con không học rồi, từ con nghỉ lâu quá con quên đại bài hết rồi sao? Thế tức là bây giờ trong đầu mày không có gì, toàn cứt. Có. Sao chưa bảo thế? Cũng phải. Thế bây giờ chú đọc cho con bảy hàng đẳng thức đi. Mày đọc đi. Tao đang kiểm tra mà, tao đang kiểm tra mày mà. Thế bây giờ đọc con có gì đó, giờ chú đọc đi. Chú 12 chạc 12 rồi chú đọc hàng đẳng thức cho con nghe đi. Chú kêu ngày con xưa, đọc. Ngày xưa tao cái giáo án của bọn tao không có hàng đẳng thức. Hả chú ạ, à, chú là điêu. Giáo án nào chú không có gì? Hàng đẳng thức. Phải có hàng đẳng thức, năm nào cũng có hết á. Chú tiêu cái con à. A cộng B 2 bằng A2 cộng 2AB cộng B2, được chưa? Chú đã chết. Mày điên à, ai cái chat là nó nhắc. Hàng, 7 hàng đẳng thức, 7 hàng đẳng thức lận. Ừ. A2 cộng B2 bằng 1. 1 cái gì cơ? Rồi, rồi chú đọc tiếp đi. Thế mày đọc đi, mày đọc đi, mày đọc đi xem nào. Chú phải đọc chứ. Vừa đọc cái gì nữa. Thế sắc hoa chị máy chú. Cái gì? Sắc hoa chị máy chú. Tao không học hóa. Ồ. Tao học toán thôi. Ủa, thì 12 thì 12 phải học hóa chứ. Tao rút môn hóa, tao giỏi toán thôi. Thế còn rút môn toán, giỏi môn khác. Giỏi môn gì? Văn. Văn đéo ai chả giỏi. Thế chú thử làm một bài văn cho con đi. Thế còn bây giờ chú phân tích cái câu lá đành đùm lá rách đi chú. Cái gì? Bây giờ chú giỏi văn đúng không? Chú phân tích cho con cái câu lá lành đùm lá rách đi chú. Lá lành đùm lá rách á? Đúng rồi, chú phân tích con đó đi. Lá lành đùm lá rách là lá lành đùm lá rách. Ê, bây giờ chú làm nhanh một cái bài phân tích về cái câu nói lá đành đùm lá lành đùm lá rách của mình đi chú. Để chi? Hoặc chú làm một bài văn nhanh miêu tả vợ chú đi. Bằng 3 y chú ơi. Ủa, thằng đi đâu rồi? Thằng là sau xe cầm một thằng mà. Mày. Mày bắn nó tiếp đi. Còn 2 rồi chú. Đau liền. Cương thêm lần nữa.
Hai kho rồi chú ơi. Chúng ba kho đẩy con quá trời. Không thấy. Trong nhà kho có người chú. Không có cây sniper khó ghê. Trời 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 trời. Ở ngoài chấm chấm xa con có người chú ơi. Chấm 5.2 con. Viên nè, tao bắn nó một viên mà mồm rồi mày cái là tao. Giọng chú giỏi thế. Có cái của chú đâu. Đi chú ơi, đi chú ơi. Ơ, bên đây có ngồi chú. Bên đâu? Bên, bên chú hai con. Đẩy bên đó đi, hai tuần nó đẩy qua mình á. Chú ơi. Trời ơi, cứu con. Bỏ đi. À, bạn nó bị nóc bên ngoài rồi chú, bạn nó nóc ngoài rồi. Làm gì? Cứu thằng trong phòng kìa chú. Chưa mũ giáp gì hết, để con đi giáp rách rồi. Thôi bịt chân đây. Tao rồi. Không phải con còn thằng đồ trắng nữa. Qua của bạn chứ gì? Hay sao? Hai kho với cái trò bên ngoài kho có chú ơi. Ê! Hai tầng có người. Chết hai tầng lẻ chú ơi. Vàng có người à? Cái chòi vàng hai thằng. Cầu tuột hai. Nó đẩy tới con rồi chú ơi. Chết thằng lẻ rồi. Đâu, thấy đâu. Cái mày này chú. Chú không nhìn chú đâu thấy. Chỗ ta không thấy. Chú không thấy chú đổi góc chứ. Mày quát tao đấy à? Không có. Không có. Tại đang trong căng thẳng quá con không có nhẹ giọng được chú không cảm. Hồi nữa con nghe tiếng Bookie vào 3 tầng đó chú. Con nghe cái kẻ này nè, con nghe tiếng Bookie vào 3 tầng bên đây nè. Ơ. Are you okay? Nice.
thằng đồ khỉ đây. Còn thằng đồ trắng bên đây nữa. Rồi, ly hàng này rồi. Bên tao có này. Con không thấy chú rồi, chú chấm cho con. À đây. Nóc rồi. Không, gần nhá, ở lỗ rồi. Rồi, đây, 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 đây. Ơ, cầu ruột đây, cầu thang bên trái này. Ơ, nó chạy về cứu chú ơi. Còn bắn lõi à. Thấy lõi quá. Mình giết thằng cầu tuột à. Rồi, lê, cái thằng nó chạy ra ngoài nó kê chú á. Nhà kìa. Ờ, nó mặc đồ giống chú chạy qua trong khu nhà bên trái con này tầng chấm 2. Ai! Mình yếu rồi. Hai thằng. Một thằng trong khu nhà nữa kìa. Gì ta? Con giết thằng Lễ nha, còn hai thằng chứ. Ngoài còn thằng nữa. Còn không còn mẫu đâu chú ơi. Đợi chú đó. Đợi cái gì? Thì con đợi chú lên bắn nó đó. Ta bắn nó yếu rồi. Nó còn không mẫu đâu, lỡ con chết sao? Mày chạy ra đi với tao này. Thằng trên còn hàng cục đá trước mặt con. Bùm. Chú đứng ở trên cao chú bắn được đó. Chú đừng cao quá nha chú. Chú ơi. Đi kê sử. Đây bên đấy hết rồi đấy. Còn còn 5 thằng bên đấy hết không chú, thiệt không? Chú câu vờ, chú câu ve con lên nha chú. Ừ. Ở trong sở bốc ấy, nó chạy lên trái rồi. Một viên này. Lia chưa? Lia, còn một thằng thôi. Tự nhiên em dễ vậy ta.